chào các bạn, mình là Phương Tây Ca. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay lại có một cái video nữa để dành cho các bạn. À, thì từ câu hỏi của một bạn thì mình thấy nó cũng khá là hữu ích, cho nên làm một cái video để các bạn có thể theo dõi và cũng có một vài cái giải thích để cho các bạn nó tương tận hơn. <laughs> đây, thì đại thể là cái nội dung của bạn ấy hỏi là bây giờ bạn ấy có một cái bản vẽ ở bên này, đây, một bản vẽ như này và bạn ấy muốn sử dụng lại cái phần tài liệu này. Bạn ấy cóp sang một cái bản vẽ khác có sang bản vẽ bên này Thì uh, khi mà cóp sang bên này thì bạn ấy lại bị lỗi phông Trong khi là bạn ấy mở bên này thì phông không hề bị lỗi Và vẫn có chữ tiếng Việt bình thường Thì cái này thì mình nghĩ là có rất là nhiều bạn gặp phải Đúng là có rất nhiều bạn gặp phải à, Thì cái nguyên nhân nó bắt nguồn từ đâu Thì các bạn bắt đầu xem một cái bản vẽ mà không bị lỗi phông nhé Các bạn xem này Thì bản vẽ không bị lỗi phông Thì cái thằng này nó có cái text style đúng không? Nó có text style tên là standard và khi cái standard này nó là cái um, mặc định của máy mà các bạn khi các bạn dùng nó có sẵn luôn. À, thì thông thường mình uh, không khuyên các bạn dùng cái luôn cái standard này mà các bạn nên tạo một text style mới. Bởi vì tại sao? À, khi mà các bạn sử dụng um, khi mà các bạn sử dụng cái standard này thì các bạn copy sang bản vẽ khác nó lại trùng với tên textile ở bên đó và nó sẽ nhận theo phong standard ở bên đó. Như vậy thì khi mà cái phong bên kia các bạn không có thì nó sẽ dẫn đến là lỗi phong hoặc là cái bộ gõ nó bị khác đi ấy. Cái bộ gõ là cái tiêu chuẩn Việt Nam 3 hoặc là inocon dựng sẵn ấy. Đấy thì nó khác nhau về phong thì nó sẽ bị lỗi. Thì bây giờ các bạn có thể dùng mấy cách như này. Thứ nhất là các bạn tạo một cái textile mới. Thứ nhất nhé Thứ nhất là tạo một cái text style mới. Text style mới thì các bạn chỉ cần vào đây, các bạn lấy cái standard này luôn nhá. Các bạn lấy standard này luôn và các bạn chọn new, các bạn chọn một cái tên mình cứ ghi đại là mới đi nhá. Đấy, các bạn lấy tên gì thì lấy. Uhm, cái này là à xin lỗi mình nhầm vào phần đi mất rồi. Đây đây, text style standard vào new vào à, và ghi tên tạo một cái mới. Ok chưa? Tạo một cái mới. Bây giờ các bạn chuyển tất cả cái phông mà các bạn muốn các cái phần chữ ấy thì nó về cái cái text style kia cho mình. Các bạn có thể bấm Ctrl 1 để lên thằng này, sau đó các bạn chọn nó là text này. Sau đó các bạn chọn phông. Mình xem nào. Đây style đây. Thì các bạn chọn cái phông nó là cái phông mới cho mình. Mới này. Chuyển hết về đúng không? Còn cái M text không? Có text này, tất cả này mở text nữa. Thì chúng ta chuyển luôn một thể để nó mở text cũng không bị lỗi. Thì các bạn chọn cái mới này. Đấy. Thì cả hai cái này đã được chuyển về text style khác. Thì khi mà các bạn copy sang bên kia. Copy sang nhé. Thì Ctrl C sau đó sang cái bản vẽ. Bên này các bạn Ctrl V thôi. Rất là đơn giản. Thì đây là cái bản vẽ trước. bạn ấy có bản vẽ sau mình copy này. Thì nó sẽ không còn bị lỗi nữa. Còn về độ giãn chữ ấy, thì các bạn cái này các bạn phải phải chỉnh rồi, không còn cách nào khác các bạn phải chỉnh trong standard này. Cách thứ hai là như này. Cách thứ hai là các bạn vào standard này nhá. À, thì tại sao nó lại không lỗi? Nói lại một tí. Tại sao nó không lỗi? Bởi vì là cái text style này nó đang là một text style mới rồi, nó sẽ không nhận theo standard cũ kia của các bạn nữa. Thì cách thứ hai là các bạn chuyển cái phông standard này thành cái VN time. Đúng không? VN time gì gì đó chúng ta kiểm tra lại ở bên kia nhé đây bên này uh, chúng ta đang có là đâu mình xem nào Đó, nó bị căn lề khác đi đúng không ok cái này thì các bạn uh, lựa lại thôi không có vấn đề gì cả mình chỉ chỉ hướng dẫn các bạn cái cách thức để chúng ta làm cho nó được tốt hơn thôi đây thì bây giờ chúng ta kiểm tra standard bên này mình căn trốn z lại đấy nhé can chôn z lại đến lúc đầu luôn đến lúc mà chúng ta có đây Đấy. trước tiên chúng ta vào cái standard đây là vn time đúng không vn time thì chúng qua bên kia qua bên kia chúng ta cũng chỉnh cái phông này chỉnh cái phông standard này là vn time tất nhiên là trong trường hợp mà các bạn trường hợp này thì các bạn làm nó nó nếu các bạn dùng cùng một phông ấy thì nó mới có tác dụng đó còn nếu mà các bạn mà vẫn để standard này và vẫn sử dụng standard này cho một cái vị trí khác thì cái này là không ổn nhá ok không thì cái này bắt đầu nó sẽ không ổn run name thì không được bởi vì đây là cái mặc định của máy thì có vẻ như cái cách đầu tiên mà chúng ta làm nó ok hơn còn với cách thứ hai thì nó sẽ xảy ra tình huống là các bạn đang chỉnh một phông khác thì nó lại ảnh hưởng đến những cái bản vẽ khác đúng không mình cứ làm thử cho các bạn xem Xe nào vn uh, tham ở đây có không toàn Vini này Hình như là phải ghi là chấm vn tham chấm thôi chấm đi chấm xong mình tìm vậy. có sẵn ở đây không lần t đúng không không thấy à Ký lại nhỉ bên kia chúng ta dùng được viên tham đây là viên tham đây rồi đây apply close đấy thì khi mà các bạn chuyển viên tham như này thằng này nó sẽ nhảy theo viên tham tất nhiên là khi mà nhảy như này thì thằng này được nhưng mà tất cả những cái phông mà trước đây các bạn dùng standard và cái phông kia nó cũng nhảy theo viên tham luôn thì các bạn cẩn thận cái điều đó thôi còn uh, có hai cách như vậy thì các bạn có thể làm thứ nhất là chúng ta nên tạo một cái phông cái chữ mới sau đó chúng ta chuyển về viên tham đúng không chọn một cái chữ mới thì chúng ta chuyển về cái mới này đấy không được các bạn chọn bên kia là viên tham Xong hãng hãng chuyển còn bên này thì chúng ta có thể có thể chuyển ở đây luôn cũng được đấy thì trường hợp mà các bạn muốn chuyển cả phong luôn thì hãng chuyển còn không thì à, đừng nên làm như vậy bởi vì nó sẽ chuyển cả những cái phông uh, standard trước đây thành viên tham hết ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video hy vọng là đây là một cái phần uh, hướng dẫn hữu ích một cái mẹo mà các bạn có thể khi mà các bạn chỉnh các cái phần lối phông nó được tốt hơn cảm ơn các bạn